Hãy tưởng tượng về một thế giới tương lai, nơi mà đại dương giống như bể nước sôi khổng lồ. Nước nóng và độc đến mức các sinh vật biển phải vật lộn để thích nghi và sinh tồn mỗi ngày. Sức nóng tác động xuống đến tận những độ sâu không tưởng, khiến nước không thể giữ đủ oxy nuôi dưỡng sự sống. Ở một nơi khác, băng ở hai cực đang tan ra nhanh chóng. Nước biển dâng cao, nuốt chửng nhiều thành phố. Nhưng đó mới chỉ là một phần nhỏ của cơn ác mộng. Trong đất liền, mọi người như bị nướng chín bởi nhiệt. Mỗi đợt nắng nóng đi qua, lại có thêm hàng ngàn người không thể chống chọi. Cơ thể của chúng ta không thể xử lý áp lực nhiệt độ khủng khiếp đến vậy. Khí hậu biến đổi, lượng mưa thất thường khiến lũ lụt liên tục xảy ra. Mức độ tàn phá của các cơn bão ngày một dữ dội hơn. Bạn thấy đấy, những sự thay đổi về khí hậu, mà cụ thể hơn là về nhiệt độ, có thể kéo theo nhiều tác động khủng khiếp phía sau. Và rồi nhiều người bắt đầu thắc mắc rằng, liệu chúng ta có thể sống sót trong một thế giới đang dần sụp đổ như vậy hay không? Sự thật là hành tinh của chúng ta đã từng trải qua những giai đoạn khí hậu còn khủng khiếp hơn cả viễn cảnh vừa rồi. Như bạn đã thấy, sẽ luôn có những sự thích nghi để tồn tại. Và một trong những sự thích nghi đáng nể nhất đến từ tổ tiên của chúng ta. Ở tập đầu tiên, tổ tiên chúng ta sống sót thần kỳ qua ngày tận thế của kỳ phần trắng. Nhưng để tồn tại được cho đến tận ngày hôm nay thì còn là câu chuyện khó khăn hơn rất nhiều. Sống trong một hành tinh liên tục thay đổi, thích nghi chính là yếu tố quyết định. Yếu tố quyết định ấy sẽ được làm sáng tỏ hơn trong 30 phút tới đây. Lịch sử loài người tập 3: Khí hậu trái đất qua các thời kỳ, thích nghi hay là chết? Đầu tiên, ekip sản xuất xin cảm ơn các khán giả yêu quý đã lựa chọn Vũ trụ Nguyên thủy cho buổi tối hôm nay. Các bạn đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video mới cực kỳ hấp dẫn. Hy vọng các bạn đã sẵn sàng cho hành trình khám phá hôm nay. Lưu ý, chúng ta vẫn đang trong series dài tập về lịch sử loài người nói riêng và lịch sử trái đất nói chung, được phát triển dựa trên cơ sở của thuyết tiến hóa. Nội dung chính xin phép được bắt đầu. Tháng 1 năm 1987, một con tàu kỳ lạ màu xanh đậm dừng lại ở vùng biển Nam Cực. Thứ khiến nó trở nên đặc biệt so với các con tàu khác là cấu trúc cao 62 mét phía trên bọc. Không phải buồm, đó là một ống khoan có khả năng đạt tới độ sâu hơn 8.000 mét. Mặc dù ban đầu mang trong mình nhiệm vụ của một tàu khoan dầu, nhưng giờ đây nó lại đang thực hiện sứ mệnh khám phá khoa học. Nghiên cứu khoa học ấy không liên quan đến vùng nước xung quanh khu vực, mà thuộc về lớp trầm tích nằm sâu bên dưới. Trên tàu, một nhóm gồm 25 nhà khoa học đang chờ đợi mũi khoan hạ xuống. Đầu tiên, nó sẽ phải đi qua 300 mét nước, rồi mới đến được phần trầm tích. Trong 27 giờ tiếp theo, mũi khoan đi qua các lớp địa chất được xếp chồng lên nhau, lấy được mẫu của các lớp bùn địa chất quý giá. Một trong các phần chất đó đã làm những nhà khoa học chú ý, đó là lớp đất sét màu đỏ kỳ lạ này. Nó tương phản hoàn toàn với hai lớp trầm tích màu nâu xám xanh liền kề. Dù chỉ dày 20cm, lớp đất sét đỏ khiêm tốn này lại chứng minh sự tồn tại của một thời kỳ khí hậu đáng kinh ngạc. Thời kỳ mà chúng ta đang đề cập đến diễn ra cách đây 56 triệu năm trước. Lục địa Nam Cực lúc đó có nhiệt độ trung bình khoảng 15 độ C, khác xa so với sự lạnh giá ngày nay. Nhiều hóa thạch từ các hòn đảo ven biển Nam Cực cho thấy nơi đây từng có rất nhiều thực vật phong phú, bao gồm dương xỉ, cây lá kim và cả thực vật có hoa. Không những vậy, dọc đường bờ biển Nam Cực vô cùng náo nhiệt rừng mưa ôn đới. Các hóa thạch động vật là minh chứng rõ ràng cho việc rất nhiều loài động vật đã cùng nhau chia sẻ không gian sống, trong đó bao gồm cả tổ tiên của chúng ta, những loài linh trưởng cổ xưa nhất. Nhưng làm thế nào các nhà nghiên cứu có được bức tranh tổng quát về môi trường, nhiệt độ và hệ sinh thái chỉ từ một lớp trầm tích đơn giản? Làm thế nào họ biết được khí hậu đã thay đổi và ảnh hưởng đến sự sống trong quá khứ? Hiểu biết sớm nhất của chúng ta về biến đổi khí hậu đến từ hóa thạch, đặc biệt là hóa thạch của thực vật. Những ghi chép có thể được tìm thấy từ tận những năm 1080 của một nhà khoa học thời Trung Quốc cổ đại tên là Thẩm Quốc,
Ông là một nhà địa chất học lừng danh, đam mê nghiên cứu về đá trầm tích và sự thay đổi sinh thái từ rất lâu trước khi thời đại khoa học phương Tây phát triển. Trong một lần đang quan sát, nghiên cứu vụ lở đất gần bờ sông, Thẩm Quốc vô tình phát hiện ra rất nhiều dấu vết kỳ lạ phía bờ bên kia. Hóa ra đó là những cây tre đã hóa thạch cùng những loài thực vật khác bị chôn vùi. Đây là câu chuyện hết sức kỳ lạ. Cây tre làm thế nào lại có thể xuất hiện ở khu vực quá cằn cỗi để có thể phát triển như thế này? Vì vậy, Thẩm Quốc phỏng đoán rằng vào một thời điểm nào đó rất lâu về trước, khu vực này hẳn đã từng có khí hậu ôn hòa, ẩm ướt tương tự các khu vực rừng tre ngày nay. Từ đó, khi bạn tìm thấy một hóa thạch động hay thực vật nào đó ở nơi mà ngày nay chúng không hề xuất hiện, bạn đang nắm trong tay bằng chứng về các loại khí hậu tồn tại ở khu vực trong quá khứ. Nhưng hóa thạch thật sự chất lượng không chỉ cho bạn biết về hệ sinh thái nói chung, mà còn cung cấp cả bằng chứng về nhiệt độ, lượng mưa của thời kỳ sinh sống. Nhờ vậy, con người có thể ước tính tương đối chính xác gần như mọi thông tin cần thiết. Một trong những hóa thạch được bảo quản tốt nhất mà chúng ta tìm thấy nằm ở Messes, nước Đức. Ngày nay, khu vực này phát triển quần thể rừng ôn đới tương đối rậm rạp, nhiệt độ trung bình hàng năm luôn trên mức đóng băng. Thật khó hiểu khi với nhiệt độ cao như vậy, nó có thể bảo quản được hóa thạch. Bí mật của chuyện này nằm ở đâu đó. Câu trả lời chính là lớp bùn mỏng dưới các hồ nước cổ. Tương tự lớp đất sét đỏ tại biển Nam Cực, lớp bùn này cùng những hóa thạch chỉ ra nơi đây từng rất khác biệt vào thời điểm 47 triệu năm trước. Một số hóa thạch đáng chú ý được tìm thấy là của các loài linh trưởng, ngựa và rùa nguyên thủy. Giống như tại bờ biển Nam Cực ấm áp, tổ tiên của chúng ta và các loài khác cùng nhau chia sẻ một không gian sống tươi tốt, dễ chịu. Nhưng để nói về sự đặc biệt thì phải kể đến hai hóa thạch lá cọ và cá sấu này. Chúng lưu giữ lại lượng thông tin khổng lồ về khí hậu, bao gồm cả các chỉ số quan trọng hơn chúng ta nghĩ. Trước hết, lá cọ gợi lên hình ảnh về một thiên đường nhiệt đới. Người ta thường chỉ tìm thấy cọ tại những khu vực có nhiệt độ hàng năm thấp nhất vào khoảng 10 độ C, mức nhiệt độ không thể bị đóng băng ngay cả vào mùa đông. Còn đối với cá sấu, chúng thuộc loài động vật biến nhiệt, lấy nhiệt độ từ mặt trời và môi trường xung quanh để duy trì thân nhiệt của mình. Ngoài ra, trứng cá sấu cũng cần có một mức nhiệt độ tương đối để nở thành con non. Vì vậy, khu vực có xuất hiện hai loại hóa thạch này chắc chắn đã từng rất ấm áp trong quá khứ. Và rõ ràng là môi trường vẫn rất tuyệt vời với các loài động vật nói chung và linh trưởng nói riêng, hoàn toàn không gặp phải thách thức đáng kể nào từ khí hậu trong thời kỳ này. Nhưng việc phát hiện ra nhiệt độ trung bình tại Messes từng rất ấm áp chỉ là một phần của vấn đề. Chúng ta không hề biết nguyên nhân tại sao nó lại như vậy. Tại sao khí hậu, cảnh quan và các quần xã sinh vật ở nơi này đã không còn phong phú như xưa? Khí hậu có thể thay đổi và chúng ta không có cách nào hiểu được sự thay đổi diễn ra như thế nào. Mãi cho đến những năm 1824, khi nhà khoa học người Pháp Joseph Fourier công bố lý thuyết của mình. Theo đó, ông cho rằng bản thân khí quyển có thể giữ nhiệt. Khám phá đó dựa trên sự hiểu biết về một loại năng lượng đặc biệt mà ngày nay chúng ta gọi nó là bức xạ hồng ngoại. Bức xạ hồng ngoại được phát ra từ mặt trời hoặc bất cứ vật thể nhiệt độ cao nào. Bước sóng của bức xạ hồng ngoại nằm ngoài khả năng quan sát của mắt người. Những sóng ánh sáng này cũng di chuyển chậm hơn trong bầu khí quyển. Đó là lý do tại sao hành tinh của chúng ta giữ lại nhiệt từ mặt trời thay vì để nó thất thoát lại vào không gian. Điều này có nghĩa là bản thân bầu khí quyển của chúng ta hoạt động tương tự như một căn nhà kính. Hiệu ứng nhà kính giữ cho hành tinh luôn ấm áp. Tuy nhiên, điều này thì có liên quan gì đến việc thay đổi khí hậu? Nếu bầu khí quyển giữ lại nhiệt độ tốt như vậy, lẽ ra chúng ta phải luôn ấm áp suốt hàng tỷ năm mới đúng. Câu trả lời cho việc này nằm ở sự thay đổi nhiệt độ của trái đất. Các thành phần của bầu khí quyển sẽ quyết định trái đất sẽ nóng lên hay nguội đi. Có lẽ các bạn sẽ hiểu rõ hơn khi theo dõi tiếp phần lý giải sau đây. Vài thập kỷ sau khi lý thuyết Joseph Fourier được công bố, khám phá tiếp theo về hiệu ứng nhà kính được tìm ra bởi nhà khoa học người Mỹ Eunice Foot. Thí nghiệm tưởng chừng như đơn giản này lại mang tới một kết quả đáng kinh ngạc. Đầu tiên, Eunice chuẩn bị 3 ống thủy tinh kín,
và bơm vào ống những loại khí khác nhau, lần lượt là CO2, hơi nước và nitơ. Tiếp theo, bà thêm nhiệt kế vào mỗi ống, rồi đặt chúng dưới ánh sáng mặt trời. Một thời gian sau, nhiệt độ trong các ống bắt đầu tăng lên. Không khó để nhận ra, CO2 là loại khí nóng lên nhiều và nhanh nhất. Chờ dừng lại ở đó, sau khi cho các ống ngừng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, CO2 cũng chính là loại khí có thời gian nguội đi lâu nhất trong ba khí. Kết quả của thí nghiệm thể hiện rằng, khí CO2 có tác động mạnh nhất tới nhiệt độ môi trường. Khi bầu khí quyển nhiều CO2, chúng ta hấp thụ nhiều nhiệt hơn, giữ nhiệt lâu hơn và khiến trái đất bước vào thời kỳ nóng như đổ lửa. Sự thay đổi nhiệt độ như vậy là điều kiện dẫn tới khí hậu biến đổi. Ernest là người đầu tiên trong số rất nhiều nhà khoa học sau này nghiên cứu tác động của CO2 đối với sự nóng lên của trái đất. Tương lai cho khoa học khí hậu đã thực sự xác định CO2 là một loại khí giữ nhiệt có ảnh hưởng quyết định trong bầu khí quyển. Lượng CO2 trong khí quyển có thể được dùng như nhiệt kế cho cả một thời kỳ địa chất. Nhiều CO2 hơn, tức là thời gian đó ấm hơn. Ít khí CO2 đồng nghĩa với lạnh giá. Các nhà khoa học có thể tái tạo lại bầu khí quyển trong quá khứ bằng cách sử dụng bong bóng khí lưu giữ trong lớp băng vĩnh cửu Nam Cực. Và kể cả khi không có các bong bóng khí đó, chúng ta vẫn luôn có những con đường khác. Trong quá trình trao đổi khí, thực vật sử dụng các khí khổng hay còn gọi là lỗ thở. Khi có nhiều CO2, thực vật có thể thở dễ dàng nên lá của chúng có ít lỗ hơn và ngược lại. Chỉ cần nhìn vào các số lượng lỗ thở trên hóa thạch lá, chúng ta có thể biết được lượng CO2 trong thời kỳ chiếc lá ấy tồn tại. Ngoài ra, một cách đo CO2 hiệu quả không kém là nhìn vào đồng vị carbon lưu trữ ở dạng hóa thạch trong tế bào thực vật. Đúng vậy, thực vật hít thở carbon 12, dạng carbon phổ biến nhất trong khí quyển. Nhưng trong khoảng thời gian mà lượng CO2 thấp, chúng sẽ ít kén chọn hơn và bắt đầu hấp thụ cả đồng vị carbon 13. Tóm lại, bằng nhiều phương pháp khác nhau, lượng CO2 trong khí quyển hoàn toàn có thể được tính toán tương đối chính xác. Chúng ta có đủ khả năng tạo nên một bản ghi chép mô tả khí hậu trái đất thông qua CO2 trong 500 triệu năm trở lại đây. Câu chuyện về khí hậu được kể từ các dữ liệu quý giá này sẽ cho chúng ta nhiều điều thú vị về cách mà thế giới trải qua các thời kỳ khí hậu khác biệt. Đó có thể là thời kỳ ấm áp mà ta gọi là thời kỳ nhà kính với lượng CO2 nhiều, và một thời kỳ khác với lượng CO2 ít hơn mang tên thời kỳ nhà băng. 500 triệu năm trước, các đại dương trên thế giới trong lành và ấm áp cung cấp điều kiện tuyệt vời cho việc bùng nổ sự sống đa bào. Theo thời gian, sự sống mới cùng thay đổi địa chất dần giảm đi CO2 trong không khí. Và rồi một sự kiện đột ngột diễn ra, khiến lượng CO2 giảm đột ngột, đẩy thế giới vào thời kỳ lạnh lẽo chưa từng có, gây ra sự kiện tuyệt chủng hàng loạt cho vô số sinh vật. Đó cũng là cuộc đại tuyệt chủng đầu tiên của lịch sử thế giới, sự kiện Late Ordovic. Xảy ra vào khoảng 444 triệu năm trước, xóa sổ 85% sự sống trên trái đất, khi hầu như tất cả sự sống đều ở dưới biển và thực vật chỉ mới bắt đầu xuất hiện trên đất liền. Các sinh vật sống sót qua đại thảm họa này chẳng những là tổ tiên của chúng ta, mà còn là tổ tiên của hầu hết những loài động vật hiện tại. Vào thời điểm bắt đầu sự kiện này, thế giới là một nơi rất khác so với ngày nay. Khác biệt dễ nhận thấy nhất là hầu hết các lục địa kề sát nhau thành một siêu lục địa duy nhất có tên là Gondwana. Các chuyên gia cho rằng sự hạ nhiệt toàn cầu có thể được bắt đầu bởi sự trỗi dậy của dãy núi Appalachian ở Bắc Mỹ, từ đó hút một lượng khổng lồ CO2 ra khỏi bầu khí quyển. Nó làm lạnh hành tinh đột ngột, mực nước biển giảm hàng chục mét trong thời gian ngắn, dẫn tới việc các sinh vật không thể thích nghi với điều kiện khí hậu mới. Sau đó hành tinh của chúng ta trải qua nhiều biến động khác, nhưng không quá đáng kể. Cho đến 200 triệu năm trước, khí hậu bắt đầu nóng lên với tốc độ chậm và biên độ nhỏ hơn. Xu hướng này tiếp tục diễn ra cho đến tận những năm loài khủng long thống trị hành tinh. Mãi đến thời điểm tận kỷ phần trắng diễn ra, trái đất vẫn ấm hơn tương đối nhiều so với ngày nay. Nó khiến các loài động và thực vật nhiệt đới xuất hiện ở những nơi bạn không thể ngờ tới ngày nay. 75 triệu năm trước, nhiều khu vực trên hành tinh của chúng ta thật sự mang diện mạo vô cùng lạ lẫm. Một sinh vật to lớn ăn cỏ đang di chuyển qua những bụi cây để tìm kiếm nguồn thức ăn. Băng tuyết đang tan dần,
ban ngày kéo dài hơn một chút và hơi ấm nhiều hơn. Một mùa đông dài vừa kết thúc, mùa xuân đang kéo đến trên vùng đất mà ngày nay chúng ta biết đến là Alaska. Những con Pachyrhinosaurus cần sớm đẻ trứng để chúng có thể tận dụng sự ấm áp mà nở thành con non. Dù là nhiệt độ mùa đông những năm tháng đó không quá khắc nghiệt, nhưng đây vẫn là vòng Bắc Cực, nơi mà bóng tối kéo dài như vĩnh hằng suốt nhiều tháng mùa đông. Các nhà khoa học không thể lý giải được rằng làm thế nào loài khủng long này có thể sống sót qua quãng thời gian khó khăn như vậy mỗi năm. Chúng ta chỉ biết rằng chúng thật sự đã làm được điều phi thường đó. Hóa thạch của cả con non lẫn con trưởng thành Pachyrhinosaurus được tìm thấy ở khắp vòng cực Bắc từ Alaska tới Siberia. Và không chỉ có khủng long ăn cỏ, ta có cả các loài ăn thịt cũng chia sẻ không gian sống. Tại sao lại như vậy? Tại sao khủng long lại có thể xuất hiện ở Bắc Cực? Có một lời giải thích được đưa ra rằng các loài khủng long sống tại vùng cực đều sở hữu kích thước nhỏ hơn tương đối so với nơi khác. Một vài loài dường như còn phát triển mạnh, ví dụ như loài chodo này chẳng hạn. Chúng là loài khủng long ăn thịt nhỏ, được biết đến chủ yếu sinh sống tại khu vực Bắc Mỹ. Có nhiều hóa thạch loại này được tìm thấy ở Alaska hơn đáng kể ở những nơi khác. Điều này cho thấy chúng không chỉ đơn thuần là chịu đựng vùng cực Bắc tốt, mà còn phát triển theo cách mà nó không thể có ở bất cứ nơi nào. Sự thích nghi tuyệt vời ấy có thể một phần nhờ vào đôi mắt to lớn, thứ mang lại cho nó khả năng nhìn được vào ban đêm, và chắc chắn khả năng đó vô cùng hữu ích trong hàng tháng trời chìm trong bóng tối. Cùng với đó, cái lạnh không phải vấn đề đáng lo ngại hơn ở kỳ phần trắng. Vòng Bắc Cực ấm hơn rất nhiều so với nhiệt độ trung bình ta tưởng tượng. Tất nhiên nó không thể đạt đến kiểu khí hậu nhiệt đới, nơi hầu hết các loài khủng long tồn tại, mà vẫn đủ lạnh để không có bất cứ loài lưỡng cư hay động vật máu lạnh nào như rùa hay rắn có thể sống. Linh trưởng vào thời kỳ này vẫn chưa xuất hiện, và nếu có thì chúng cũng không thể chịu đựng được mức nhiệt độ này. Môi trường thật sự ôn hòa, mát mẻ, cộng với khả năng thích nghi mà các loài sở hữu đã khiến vòng cực Bắc không hề hoang vu, mà tương đối nhộn nhịp sự sống. Đáng ngạc nhiên hơn, trong 20 triệu năm tiếp theo, vòng cực Bắc tiếp tục có xu hướng ấm áp hơn. Vào giai đoạn đầu thế Ocean hay thế Thủy Tân, khoảng 55 triệu năm về trước, nhiệt độ tăng chậm. Các hệ sinh thái trên thế giới dần học được cách thích nghi để tồn tại ở bất cứ đâu. Rừng mưa nhiệt đới, cận nhiệt đới cũng mở rộng về phía Bắc, xa khỏi đường xích đạo đến tận vòng Bắc Cực. Rừng nhiệt đới trải rộng khắp vòng Bắc Cực, phát triển nhờ lượng CO2 dồi dào. Sức nóng làm bốc hơi nước nhiều hơn, tạo ra các đám mây mưa khổng lồ thúc đẩy sự phát triển này. Trái đất thật sự trở thành ngôi nhà kính nóng nực đúng nghĩa. Các nơi tại vòng cực đạt nhiệt độ trung bình lên đến 16 đến 21 độ C. Nhưng ngôi nhà kính với thực vật phong phú như vậy không hoàn toàn là một thiên đường. Khi vùng cực tươi tốt hơn, đồng nghĩa với vùng xích đạo gần như không thể sinh sống với nhiệt độ trung bình lên tới hơn 40 độ C. Nhưng không có gì cần quá lo lắng. Chúng ta luôn thay đổi về mặt địa chất và khí hậu. Xu hướng ấm lên kể từ 200 triệu năm trước cũng sớm không còn. Trái đất dần tiến vào trạng thái nhà băng. Một lần nữa các hệ sinh thái đứng trước bài toán thích nghi. Khi thế giới của chúng ta bắt đầu nguội đi, sự tiến hóa đã thúc đẩy những thay đổi còn đáng kinh ngạc hơn. Một trong những thay đổi đặc biệt quan trọng đến từ loài thực vật này. Cỏ là loài thực vật tương đối đơn giản, nhưng lại có cơ chế bảo vệ bản thân không thể xem thường. Trên lá cỏ chứa các viên silica cực nhỏ, sẵn sàng làm mòn răng của sinh vật ngu ngốc nào muốn ăn chúng. Cỏ cũng mang sức sống mãnh liệt, có thể mọc lại ngay cả trong điều kiện khó khăn nhất. Không những vậy, hạt giống cỏ được phân tán bởi gió, chứ không dựa vào động vật để vận chuyển đi xa. Những loài cỏ đầu tiên được chúng ta phát hiện trong hồ sơ hóa thạch là từ kỷ phần trắng, nhưng chúng chỉ thực sự bùng nổ trong kỷ phần trắng muộn. Trong thời tiết mát mẻ dần lên, cỏ đã bóp nghẹt quần sã sinh vật trên thế giới. Chúng sinh sôi nhanh chóng và bắt đầu hình thành những đồng cỏ đầu tiên. Hệ sinh thái mở bắt đầu bước thay đổi. Đây cũng là bước đi quyết định của tạo hóa để phân tách tổ tiên của chúng ta với các loài khác. Các loài động vật ăn cỏ tiến hóa răng dài hơn để đối phó với việc bị mài mòn bởi cỏ. Chúng cũng phát triển thêm nhiều khả năng đặc biệt khác,
Một vài loài thì tập hợp thành đàn lớn, phản kháng lại những cuộc đi săn. Một số thì lại chọn cách phát triển tốc độ để chạy thoát khỏi kẻ săn mồi. Ở châu Phi, quê hương nguyên thủy của chúng ta cũng không nằm ngoài vòng xoáy thay đổi. Ngày nay châu Phi bị chia cắt thành những vùng rộng lớn, nuôi dưỡng các quần xã sinh vật khác nhau. Trung tâm lục địa tập hợp diện tích rừng nhiệt đới dày đặc, trải rộng ra từ các vùng trung tâm rừng rậm này là những thảo nguyên và đồng cỏ rộng lớn. Sa mạc khô cằn nắng nóng thì nằm ở phía bắc. Nhưng tính chất khu vực phân hóa mạnh mẽ của các quần xã sinh vật ở châu Phi không phải lúc nào cũng rõ ràng. Môi trường mới mà châu Phi có được ngày nay phần lớn được quyết định bởi lượng mưa thực sự. Các hệ thống gió mùa khác nhau của châu Phi quyết định mưa sẽ rơi về đâu và rơi bao nhiêu. Lượng mưa không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được, ngay cả vào thời điểm 30 triệu năm trước khi cả châu lục còn là tấm chăn chắp vá với nhiều loại môi trường khác nhau. Vậy thì 30 triệu năm trước, khí hậu riêng, cảnh quan châu Phi có gì khác biệt? Toàn khu vực. Tại sao những điều ấy lại thay đổi để tạo ra châu Phi chúng ta biết hôm nay? Để khai thác tài nguyên, châu Phi 30 triệu năm trước có các diện tích rừng xen kẽ lẫn đồng cỏ phân bố rộng rãi. Loài người đi xa hơn. Mỗi khu được quyết định bởi khí hậu riêng thay vì khí hậu chung cho toàn khu vực. Do đó, tổ tiên chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận nhiều loại môi trường khác nhau để khai thác tài nguyên thay vì vùng sinh thái rộng lớn giống nhau. Đây là thế giới của các loài linh trưởng như Aegyptopithecus sinh sống trong các khu rừng ngập mặn và rừng nội địa mà ngày nay chúng ta gọi là Ai Cập. Mặc dù khô hơn các khu rừng nhiệt đới vùng cực của thế Ocean, nhưng khí hậu của châu Phi vẫn đa dạng và nhiều ẩm. Nhưng không lâu sau, khí hậu và lượng mưa ở châu Phi thay đổi một cách kỳ lạ. Nguyên nhân không phải do CO2, mà là do những thay đổi ở các lục địa khác, đặc biệt là lục địa Á Âu. Khoảng 50 triệu năm trước, lục địa Ấn Độ va chạm với lục địa Á Âu, bắt đầu cho sự thay đổi khí hậu, cảnh quan đang có tại châu Phi. Hai mảng kiến tạo này đã gây nên chấn động trong thời gian khá lâu trước khi hoàn toàn hợp nhất một cách ổn định. Các núi lửa cũng được sinh ra từ vết đứt gãy của lớp vỏ địa chất khi hai mảng kiến tạo va chạm với nhau. Tuy nhiên, vào thời điểm va chạm, cả hai mảng Ấn Độ và Á Âu đều có lớp vỏ nhẹ tương đương nhau, rất khó bị uốn cong hoặc phá vỡ. Không có mảng nào đủ dày đặc để hạ xuống dưới. Vụ va chạm hình thành nên dãy núi Himalaya hùng vĩ. Chính nhờ dãy Himalaya mà các núi lửa sinh ra tại phần va chạm bị kìm hãm. Ít CO2 được bơm vào khí quyển hơn. Chính điều này đã tạo ra gió mùa châu Á, thứ quyết định lượng mưa và thời gian mưa cho khu vực vô cùng rộng lớn trên hành tinh, bao gồm cả châu Phi. Theo thời gian, các khu rừng nhiệt đới thu hẹp dần về nơi gió mùa cung cấp đủ lượng mưa. Đồng cỏ được mở rộng, tạo thành thảo nguyên rộng lớn. Tổ tiên linh trưởng của chúng ta đứng trước quyết định khó khăn. Hoặc là đi theo sự rút xuống của diện tích rừng, hoặc là thích nghi để tồn tại nơi đồng cỏ. Chính quyết định này đã đưa loài người đi xa hơn, tiến đến hầu hết mọi châu lục, xâm chiếm mọi vùng đất trên thế giới này. Tưởng tượng một ngày nào đó, trái đất nóng đến mức khiến nhựa đường tan chảy và uốn cong cả các tuyến đường sắt. Đây không phải là khung cảnh của bộ phim Hậu Tận Thế, mà là những đợt nắng nóng ở bờ biển Bắc Đại Tây Dương của khu vực Bắc Mỹ vào năm 1911. Nhiệt độ cao tấn công các thành phố ven biển vào tháng 7 và kéo dài suốt 11 ngày, lập nên kỷ lục về nhiệt độ. Lần đầu tiên trong lịch sử, người ta ghi nhận tình trạng hàng ngàn người phải ngủ trên đường phố vào ban đêm, cố gắng tránh khỏi kẻ nóng như thiêu đốt. Trong đợt nắng nóng kỷ lục ấy, 2.000 người đã chết. Nhiều người thậm chí còn phát điên bởi cái nóng khủng khiếp. Thế giới của chúng ta không phải lúc nào cũng dễ sống. Và trong khi con người hiện đã có mặt trên khắp mọi nơi, chúng ta vẫn không hoàn toàn đối phó được với nhiệt độ. Có thể bạn sẽ rất bất ngờ, nhưng hành tinh của chúng ta đang trải qua giai đoạn khí hậu ôn hòa và ổn định suốt 2,5 triệu năm qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không phải đối mặt với sự thay đổi về nhiệt độ. Trong hàng triệu năm đó, chúng ta có lúc ấm hơn 4 độ và lạnh hơn đến 8 độ so với trung bình. Tổ tiên của chúng ta thật sự đã thích nghi với sự nóng lên của trái đất, trong cả những điều kiện khắc nghiệt nhất mà chẳng cần điều hòa nhiệt độ.
Cơ chế tự nhiên ấy thật sự hiệu quả đến tận ngày nay, dù có đôi chút suy giảm. Cách thích nghi đơn giản nhất chính là điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Hiểu đơn giản là chúng ta di chuyển đến nơi nào đó nhằm giảm nhiệt độ cơ thể. Đó có thể đơn giản như tìm bóng râm, điều hòa không khí, quạt hay nhảy xuống nước. Về lâu dài, chúng ta cần phải di chuyển nơi sinh sống khỏi những vùng khí hậu nóng bức để hoàn toàn thoải mái. Không chỉ như vậy, chúng ta cũng có nhiều cách thích nghi sinh lý để đối phó với nhiệt độ khó chịu. Làn da của con người đã trở nên ít lông hơn, có nhiều tuyến mồ hôi hơn phân bố khắp cơ thể. Không như vậy, việc đi lại bằng hai chân cũng đã là lợi thế không ngờ. Đứng thẳng giúp chúng ta có ít diện tích da phải tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp hơn và tiếp xúc với gió nhiều hơn từ các phía. Nhưng ngay cả với các lợi thế này, cơ thể chúng ta vẫn còn rất nhiều hạn chế. Hãy nhớ lại khi bạn di chuyển nhiều hay tập thể thao cường độ cao, cơ thể của chúng ta nóng lên rõ rệt. Và trong hầu hết trường hợp, nó không chịu được thân nhiệt quá 40 độ C. Khi đó chúng ta sử dụng những cách điều chỉnh nhiệt độ như vừa đề cập để kiểm soát. Những chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta không thể thực hiện điều này? Chẳng hạn như chúng ta không tìm thấy bóng râm hay nước để làm mát chẳng hạn. Điều đầu tiên sẽ xảy ra đó là sự hoạt động kém dần đi của cơ thể. Cơ bắp bắt đầu co cứng vì mắc phải chứng chuột rút, đặc biệt là ở chân và bụng. Chúng ta đổ mồ hôi liên tục để cố gắng làm mát cho đến khi tình trạng mất nước lấn nát hiệu quả mà việc làm mát tạo ra. Với lượng nước ít hơn trong cơ thể, máu trở nên khó vận chuyển hơn, huyết áp tăng lên và tim chúng ta như phải chạy đua để bơm máu đến các cơ quan khác. Sự tỉnh táo dần mất đi, chúng ta rơi vào mê sảng hoặc ngất hẳn. Và tất nhiên, kết quả cuối cùng là cái chết. Một vấn đề quan trọng mà chúng ta cần phải đối mặt khi nhiệt độ tăng cao, đó là con người thuộc loài động vật máu nóng. Chúng ta không thể tắt hệ thống sưởi vốn đã tồn tại trong cơ thể. Nhưng không phải tất cả họ hàng linh trưởng của chúng ta đều như vậy. Những loài nhỏ bé như vượn cáo chuột có khả năng giảm, thậm chí là tắt hẳn hệ thống sưởi của cơ thể. Điều này có nghĩa là suốt một ngày, nhiệt độ bên trong cơ thể của chúng có thể trong khoảng từ 18 đến 37 độ. Trong khi đó con người, chúng ta coi mức thân nhiệt đạt đến mức nguy hiểm là khi nó giảm xuống dưới 35 độ C. Khả năng tắt hệ thống sưởi trong cơ thể này được gọi là torpor, và nhiều loài linh trưởng nhỏ có thể làm được điều đó. Chúng có thể giảm tốc độ trao đổi chất, chỉ sử dụng nhiệt độ của môi trường để giữ ấm, thay vì lãng phí năng lượng để tự giữ ấm. Đó là một sự thích nghi cực kỳ hữu ích mà con người không có được. Vì thế khi nhiệt độ tăng, chúng ta phải vô cùng vất vả để đối phó. Nhưng tất nhiên, trái đất của chúng ta không phải lúc nào cũng nóng. Khi trái đất nguội đi, môi trường sống của loài người bắt đầu thay đổi. Môi trường sống của chúng ta trở nên tách biệt hơn, minh chứng bằng việc rừng nhiệt đới thu hẹp dần và đồng cỏ mở rộng ra. Vì vậy, tổ tiên của chúng ta cần có khả năng di chuyển những quãng đường xa hơn. Một lần nữa, tư thế đứng thẳng tạo ra sự thích nghi đặc trưng cực kỳ hữu dụng. Đi bằng hai chân nhanh hơn đáng kể và cũng ít tốn năng lượng hơn nhiều so với di chuyển bằng bốn chi. Nhờ vậy, chúng ta chinh phục được nhiều môi trường sống khác nhau hơn họ hàng bốn chân của chúng ta. Hầu hết các loài linh trưởng, không phải con người, đều sống trên cây, duy trì các lợi thế của tổ tiên để lại, trong khi chúng ta chọn vươn mình ra đồng cỏ. Chúng ta có thể không có điều kiện thích nghi tốt nhất, nhưng lại luôn thích nghi theo cách thông minh nhất. Nhờ vậy, việc thay đổi nhiệt độ dường như chưa bao giờ làm khó được con người. Nhưng cần phải lưu ý rằng, trong quá trình nóng lên hay nguội đi của trái đất kéo dài hàng triệu năm, thậm chí là hàng chục triệu năm. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến năm 2022, sự nóng lên của trái đất do hoạt động của con người gây ra đã khiến nhiệt độ tăng thêm 0,2 độ C mỗi 10 năm. Bạn hãy thử tính xem, con số đó sẽ lên đến bao nhiêu độ nếu chúng ta không hành động. Liệu con người có chiến thắng được sự thay đổi nhiệt độ khủng khiếp do chính mình gây ra hay không? Nồng độ CO2 trong khí quyển tăng đều đặn từ năm này đến năm khác là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo kết quả nghiên cứu của Killing, thì trong 50 năm qua, nồng độ CO2 trong khí quyển đã tăng khoảng 20%. Theo báo cáo lần thứ tư của IPCC, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng 0,7 độ C so với trước kia. Do nóng lên toàn cầu, dù chỉ mới tăng 0,7 độ C, mà trong những năm qua, thiên tai như là bão tố, lũ lụt, hạn hán, nắng nóng bất thường, cháy rừng
đã xảy ra tại nhiều vùng trên thế giới, gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho nhiều nước. Nhưng ở đâu, những người nghèo và nước nghèo cũng phải chịu đau khổ nhiều nhất. Đó chẳng phải là lời cảnh báo đã quá rõ ràng cho con người hay sao? Trái đất sẽ còn thay đổi, đặc biệt là trong thời kỳ con người đang có tác động mạnh mẽ đến khí hậu như ngày nay. Tương lai dự đoán sẽ là thời kỳ biến động dữ dội, chứ không còn hiền hòa như vài triệu năm trở lại đây. Bạn nghĩ đâu sẽ là kết cục của trái đất? Hay cụ thể hơn, thì đâu sẽ là kết cục cho con người? Không ai muốn một viễn cảnh tồi tệ xảy đến với trái đất như ở phần mở đầu đã vẽ ra. Ngày tận thế như vậy sẽ từ từ giết chết các thế hệ sau, để con người vào cảnh không thể chống cự. Cuộc chiến sinh tồn lúc đó hoàn toàn không có lời giải. Nhưng trong suốt quá trình tiến hóa, khí hậu không phải thứ duy nhất đòi hỏi sự thích nghi. Điều tối quan trọng hơn cả trong sinh tồn phải là thích nghi sao cho phù hợp với vị trí của mình trong chuỗi thức ăn. Thật vậy, tổ tiên của chúng ta đã từng phải cạnh tranh vô cùng khốc liệt để rồi từ con mồi trở thành kẻ đi săn thượng thừa như ngày hôm nay. Hành trình kỳ diệu ấy sẽ là chủ đề cho tập tiếp theo chuẩn bị được lên sóng. Kính mời các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ thay mặt ekip, Vi Cường xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày an lành.